Thưa quý vị và các bạn, dưới nhân đề bài viết Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 với những đảo lộn về công tác nhân sự, bộ chính trị không như dự kiến. Bài viết của blogger Kami, bài viết được đăng trên trang RFA tiếng Việt. Ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 5 năm 2018, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 sẽ khai mạc vào sáng nay, 7 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội. Theo đó, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 sẽ thảo luận 3 đề án: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Hội nghị Trung ương 7 lần này, một hội nghị được đánh giá có tầm quan trọng như một đại hội giữa kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tâm điểm sẽ là việc bổ sung cho các vị trí lãnh đạo trong bộ chính trị cũng như dự kiến quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khóa 13. Đó chính là lý do vì sao dư luận lại hết sức quan tâm ai sẽ được chọn để thay thế những vị trí bị khuyết trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Đặc biệt là việc đi hay ở của chủ tịch nước Trần Đại Quang sau nhiều đồn đoán bất lợi cho ông này. Được biết sau đại hội lần thứ 12, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng lên 19 ủy viên và cho đến nay nhân sự Bộ Chính trị đã chính thức khuyết hai ghế. Đó là các ghế của ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí Thư đã chính thức nghỉ vì lý do sức khỏe và ghế trống còn lại là của ông Đinh La Thăng, cựu Bí Thư Thành ủy thành phố Sài Gòn do bị kỷ luật và đang chấp hành án tù. Tuy vậy, các vị trí quan trọng như thường trực ban bí thư và bí thư thành phố hồ chí minh đã được bổ sung các nhân sự thay thế trong gần một năm trở lại đây công tác nhân sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã có nhiều thay đổi lớn trong nhân sự bộ chính trị ban bí thư và ban chấp hành trung ương đó là việc bổ sung cách chức một số ủy viên trung ương cũng như việc luân chuyển để đào tạo chuẩn bị cán bộ nguồn kế cận đến phút chót trước ngày khai mạc đã có nhiều dấu hiệu cho thấy những thay đổi nhân sự có thể diễn ra trong hội nghị trung ương 7 lần này như dư luận đồn đoán hay các nhà phân tích chú ý. Đó là về việc bổ sung cho các vị trí lãnh đạo trong bộ chính trị cũng như dự kiến quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khóa 13 để không diễn ra như dự tính của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ ban đầu. Việc mọi ý chí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như những dự đoán của các nhà phân tích chính trị trong và ngoài nước đã hoàn toàn đảo lộn là một bất ngờ lớn trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7. Những phương án loại những ai thêm những ai vào bộ chính trị dường như đã bị tắt ngấm ngay sau khi có tin đồn đoán rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bất ngờ trở lại Việt Nam sau một thời gian gần một tháng vắng mặt đầy bí ẩn cách đây gần một tháng chính thức là kể từ đêm ngày 8 tháng 4 năm 2018 khi có thông tin cựu Tổng Cục trưởng Cảnh sát Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị bắt thì cùng thời điểm đó xuất hiện tin đồn ông Trần Đại Quang đã gấp rút đi Nhật chữa bệnh và sẽ nhiều khả năng được chấp thuận nghỉ trước thời hạn vì lý do sức khỏe theo đơn xin từ nhiệm gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương của ông này điều đó khá trùng hợp với hàng loạt những scandal liên quan đến ông trần đại quang bị phanh phui gần đây như các vụ ông vũ nhôm út chọc đinh ngọc hệ hay vụ đánh bạc online triệu đô la liên quan đến hàng loạt lãnh đạo cao cấp từ tướng lĩnh trong ngành công an như trung tướng phan văn vĩnh thiếu tướng nguyễn thanh hóa hay mới nhất là đại tá võ tuấn dũng Nguồn tin nội bộ khả tín là lãnh đạo cao cấp cho biết, hội nghị trung ương 7 dự kiến sẽ tập trung bàn cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có công tác giám sát, kỷ luật trong Đảng, công tác cán bộ vân vân. Vẫn theo nguồn tin này, đáng chú ý nhất là những đồn đoán bổ sung thay thế ủy viên Bộ Chính trị sẽ không xảy ra, nghĩa là không có xáo trộn nhân sự Bộ Chính trị trong hội nghị trung ương lần này. Điều duy nhất xảy ra chỉ là việc bầu thêm hai thành viên vào Ban Bí thư Trung ương để thay thế cho ông Đinh Thế Huynh đang chữa bệnh dài hạn và thay thế vị trí còn trống của ông Trần Quốc Vượng sau khi ông này đã chính thức nhận nhiệm vụ thường trực Ban Bí thư. Đó là hai ông Trần Thanh Mẫn, Hậu Giang và ông Trần Cẩm Tú, Hà Tĩnh được dự kiến. Được biết, ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961 quê quán xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11-12, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ông Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, đương kim Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam. Khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Tóm lại, mọi dự kiến thay đổi bổ sung các ghế ủy viên Bộ Chính trị còn trống phải hoãn lại trong hội nghị lần sau. Theo các nhà phân tích chính trị cho rằng, động thái đó cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa đủ tầm để làm chủ cuộc chơi hiện nay như nhiều người kỳ vọng điều đó có nghĩa rằng ván cờ quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản việt nam hết sức bấp bênh và số phận của tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng chưa thực sự hoàn toàn chắc chắn một khi ông này thoát khỏi vòng che chở của bắc kinh điều đó càng thể hiện những đồn đoán cho rằng ông nguyễn phú trọng trong khi thế đốt lò tôn đang hừng hực bốc cháy và có thể tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư trong đại hội 13 sẽ diễn ra trong năm 2021 là thiếu cơ sở. Nhất là khi tình hình sức khỏe của ông trọng hết sức có nhiều vấn đề. Nhất là khi có tin cho biết trong thời gian gần đây mọi hoạt động của tổng bí thư đều được đặt trong chế độ theo dõi đặc biệt của ban bảo vệ sức khỏe trung ương và một chiếc xe cứu thương đặc biệt luôn theo sát tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở mọi lúc, mọi nơi. Những chỉ dấu ban đầu trước giờ khai mạc hội nghị trung ương 7 đã cho thấy chính trường Việt Nam đang tiềm ẩn các xung đột một mất một còn giữa các phe nhóm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang tăng cao. Nhất là trong bối cảnh ông Trọng đang cố gắng nhân danh chống tham nhũng để tiêu diệt những đối thủ chính trị của mình. Đó là điều sẽ khiến các phe nhóm đối thủ của ông Trọng đã và đang co cụm lại để chờ cơ hội phản công. Vì thế, trong và sau hội nghị Trung ương 7, sẽ tình hình chính trị Việt Nam sẽ không xuôi trèo mắt mái như nhiều người tưởng. Chúng ta hãy chờ xem. Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Kami RFA